Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Na Stock. Thì rất vui được gặp lại quý anh chị trong cái video của em ngày hôm nay. Thì hôm nay em cũng xin phép là một cái video ngắn để đánh giá lại tình hình thị trường cũng như là đi qua một số mã cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm. Thì anh chị xem video nếu thấy hữu ích thì anh chị có thể cho một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nếu chị chưa đăng ký. Ở bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một cái đường link Zalo cộng đồng. Đây là room mới nơi các anh chị có thể cùng nhau trao đổi về trường cũng như là các mã cổ phiếu. Rồi em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Chúc anh chị và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Rồi phần đầu tiên của video như thường lệ chúng ta cùng nhìn qua về thị trường VN-Index ngày hôm nay. Thì VN-Index hôm nay đóng phiên với 1.411,13 điểm, giảm 9,14 điểm, tương với 0,64%, với mức thanh khoản là 28.036 tỷ, với 112 mã tăng, 5 mã tăng trần, 28 mã tham chiếu, 287 mã giảm và 5 mã giảm sàn. Trong rổ VN30 thì có 8 mã tăng, 0 mã tăng trần, 0 mã tham chiếu, 22 mã giảm và 1 mã giảm sàn. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch cũng khá là nhiều dạng co của thị trường và có thể nói là một phiên giao dịch cũng nhiều cảm xúc. Nếu mà chúng ta nhìn qua thì hôm nay là một phiên giảm điểm cực kỳ mạnh. À, cũng không mạnh mà với cái mức giảm điểm là gần 10 điểm cũng là một cái mức điểm một cái mức giảm điểm rất là đáng kể của cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Và nếu ngày hôm nay á không được đóng góp bởi cái sức tăng của những cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng, có nghĩa là nếu mà ngày hôm nay các cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng á nó không kéo thì có thể nói ngày hôm nay là một cái phiên rất là đậm máu của thị trường. Nhưng mà không, nhưng mà các cái gọi là các cái tổ chức, theo quan điểm của em thì như em đã chia sẻ nhiều lần á, thì hiện tại thì các cái tổ chức cũng như các cá mập nó vẫn chưa để thị trường sập. Và mục đích của nó thể hiện rõ trong cái phiên ngày hôm nay là kéo các mã cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì ngày hôm nay á, nếu anh chị nhìn qua về cái biểu đồ 15 phút của thị trường, về cái biểu đồ 5 phút của thị trường, thì ngày hôm nay thị trường đôi lúc nó đã giảm về cái mức là 1.395, có nghĩa là xuống dưới cái vùng 1.400. Thì cái vùng 1.400 như em đã nói nhiều lần á, là cái vùng này là một cái vùng gọi là một cái ngưỡng kháng cự cũng như là cái ngưỡng hỗ trợ tâm lý của thị trường cũng như là các cái nhà đầu tư. Ngày hôm nay khi mà nó thủng vùng 1.400 á thì rất nhiều anh chị nhà đầu tư đem bán hàng và sau đó có một cái luồng cầu giá rẻ, em hay gọi là một cái luồng tiền giá rẻ bên dưới, gọi là bên dưới cái vùng 1.400 á, nó hấp thụ và nó kéo thị trường lên lại. Và đặc biệt là các cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng thì hôm nay nó đã kéo thị trường rất là mạnh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì thị trường hiện tại á, thị trường hiện tại em vẫn đánh giá giữa cái quan điểm của em á, thì nó vẫn chưa thể sập. Chưa thấy sập là tại vì sao? Tại vì trong giai đoạn vừa rồi này, các anh chị để ý kỹ, trong giai đoạn vừa rồi á, thì cái lượng thanh khoản nó rất là thấp. Và một khi cái lượng thanh khoản nó thấp á, thì các anh chị nghĩ đi, thanh khoản thấp như thế này, thì các cá mập á, nó có ra được cái lượng hàng của nó hay không? Chắc chắn là không. Và cái điều thứ hai là cái thị trường nó vẫn chưa sập, thì thị trường lúc này á, nó vẫn còn kỳ vọng. Kỳ vọng thứ nhất là kỳ vọng về cái hệ thống mới. Và kỳ vọng thứ hai là về các gọi là cái kết quả kinh doanh quý 2 cũng như là các cái thông tin như là tăng vốn, chia cổ tức của các mã cổ phiếu ngân hàng cũng như chứng khoán, có nghĩa là trong tháng 7 này kỳ vọng rất là nhiều. Vậy nên em nghĩ là trong tháng 7 này á là một cái nhịp đánh cuối cùng trước khi thị trường nó có một cái những cái đợt điều chỉnh cực kỳ mạnh vào khoảng cuối tháng này hoặc là đầu tháng 8 sắp tới. Thì thị trường trong lúc này á nó rất khó là sập, tại vì lúc mà nó sập á thì thanh khoản nó phải cao. Còn nếu mà thanh khoản nó thấp như thế này thì các cái mập á nó không dạy gì mà để thị trường sập, anh chị, nó không dạy. Thì đó là quan điểm của em trong thị trường sắp tới. Rồi về cái gọi là một cái điểm bổ sung về cái gọi là cái quan điểm của em thị trường lúc này không thể sập, đó là bên phái sinh. Thì nếu anh chị nhìn kỹ về, có nghĩa là nếu anh chị mà phân tích kỹ về cái bên phái sinh á, thì trong gọi là trong khoảng 5 ngày gần đây thì thấy phái sinh nó hình thành một cái biên sideways. Một cái biên sideways mà nếu anh chị nào mà đánh phái sinh mà thường xuyên á, thì những cái vùng sideways á là những cái vùng mà gọi là những cái ông tổ chức cũng như là cái mập, một á là nó gom lon và hai là nó gom short. Nhưng mà trong giai đoạn vừa rồi này thị trường nó khá là sập sình, thì các cái mập trong vùng này cũng như là các tin tức về về tăng vốn cũng như là về kết quả kinh doanh quý 2 á, thì trong vùng này cái view của em á là gom lon. Và trong ngày hôm nay nó đã xảy ra một cái đợt gọi là một cái nhịp cao trào bán, là vào cái cây nến, là vào ngày vào lúc 13:15 là vào cây nến này. Thì ngay lúc đó trong cái room gọi là trong cái room cộng đồng của em á, thì em có đặt ra một cái câu hỏi là phái sinh vừa xảy ra một nhịp cao trào bán, theo mọi người á là cây nến đó là cây nến các con cắt lỗ hay là do cái mặt đánh sót? Thì mọi người nếu ý kiến thì tối nay em sẽ ra cái quan điểm. Thì em có hỏi các anh chị là cái cây nến lần vào 13:15 này là do các con cắt lỗ hay là do cái mặt đánh sót? Thì như vừa rồi á, thì như theo quan điểm của em á, thì cái cây nến này này là do cái con nó cắt lỗ. Tại vì sao? Tại vì trong cái vùng này này thì chắc chắn gọi là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nó gom lon. Nhưng mà khi thủng cái vùng biên là cái gap này này, thì khi mà thủng này thì nhiều anh chị xem cái vùng này là cái vùng hỗ trợ. Tại vì thông thường á các nhà đầu tư á
xem những cái vùng gap là cái vùng hỗ trợ. Và khi mà nó gãy cái gap này thì rất nhiều anh chị nhà đầu tư cắt lỗ, có nghĩa là nếu rất nhiều anh chị nhà đầu tư mà ôm lon á, cắt lỗ vào cái phiên này, gọi là khi vào lúc này á thì nó đã trao một cái lượng gọi là trao một cái lượng hợp đồng long short cực kỳ lớn vào cái cây nến này. Và sau đó phái sinh á, nó test lại hai lần đấy, đó nó test một lần này, nó test hai lần và nó kiểm định là cái vùng là 1535, rất tốt. Và sau đó có một lượng long rất lớn trong những sắp tới. Thì đó là tại sao các cái mập nó lại break down xuống. Tại vì thông thường á, trước khi mà nó muốn đánh long, sau một cái biên sideways thì nó phải break down xuống để dụ short. Thì đó là một cái quan điểm của em trong ngày hôm nay. Tại vì anh chị cứ nghĩ đi, nếu mà nó cái vùng này mà nó gom short thì từ cái vùng trên này mà nó giảm xuống này á, chỉ có 20 điểm mà thôi. Một cái gọi là một cái thời gian mà nó bỏ 5 ngày để nó gom, nhưng mà nó chỉ giảm 20 điểm, có nghĩa là nó ăn trên lệch 20 điểm. Thì các anh chị nghĩ nó có đáng không? Chắc chắn là không đáng. Vậy nên nó mới đánh lon để nó kéo thị trường lên, cùng với các tin tức về chi cổ tức rồi kết quả kinh doanh quý 2 về lợi nhuận đó, để nó kéo thị trường lên cực kỳ mạnh trong những phiên sắp tới. Vậy nên cái view của em trong những phiên sắp tới là view tăng. Đó, thì vừa rồi thì em đánh giá rất là kỹ về các gọi là về thị trường chung cũng như là bên phái sinh, để anh chị hiểu rõ được vì sao á ngày hôm nay thị trường nó lại rũ về cái vùng này, nó lắp lại cái gap này. Cái gap màu xanh này là em đã nói rất là nhiều trong những cái video tuần trước, là trong tuần trước á nó chỉ lắp lại nửa cái gap thôi, và ngày hôm nay nó chính thức nó lắp lại một nửa cái gap còn lại, là cái nến màu xanh gọi là cái vùng màu xanh đậm chị. Thì ngày hôm nay lắp lại gap này và sau đó nó tạo hai đáy, nó test một đáy này, nó test học đáy kiểm định là cái vùng 1535 này, sau đó kéo lên. Đó là lý do tại sao các cái mập nó lại dũ mạnh trong cái phiên ngày hôm nay. Thì có thể nói về ngắn hạn thì cái phiên ngày hôm nay là một cái đáy ngắn hạn của thị trường trong những phiên sắp tới. Thì thị trường á, cái vùng thị trường nó có thể có rung lắc nhưng mà nó sẽ không mạnh như trong phiên ngày giao dịch ngày hôm nay đến giữa tháng 7, ha, thì anh chị nắm cái tinh thần đó để các anh chị có thể linh hoạt đầu tư trong những cái ngày sắp tới. Rồi, và đó là thị trường chung nha. Rồi em phân tích rất kỹ về thị trường chung, thì nếu anh chị nào mà theo dõi kỹ cái phiên gọi là cái video phái sinh của em tuần trước này. Đó thì các anh chị thấy nó break down xuống không? Break down xong nó đi ngang để nó test lại hai đáy này, sau đó bật lên trở lại này. Thì đây là cái video của em ngày thứ 6 tuần trước. Thì các anh chị thấy không? Nó y hệt trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay luôn. Đó, break down xuống, test đáy đi ngang, đó test hai đáy, một đáy hai đáy đi ngang, sau đó break down lên. Đó, thì đúng như cái view của em dự đoán trong cái video thứ 6 tuần trước luôn. Thì nếu anh chị nào mà linh hoạt á, xem kỹ video á, thì ngày hôm nay các anh chị rất là bắt được những cái mảng cổ phiếu giá rẻ rất là tốt. Rồi em cũng xin chúc mừng các anh chị ha. Rồi về đó là về thị trường chung. Rồi tiếp theo là về cái diễn động tổ chức ngày hôm nay. Về cái diễn động tổ chức ngày hôm nay thì khối ngoại ngày hôm nay bán ròng. Thì những cái phiên tuần trước á, thì khối ngoại mua ròng cực kỳ nhiều, nhưng mà ngày hôm nay thì khối ngoại đã quay trở lại bán ròng là khoảng 100 tỷ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tập trung vào các mã bán nhiều như là CTG, Hòa Phát, Novaland, SRI, KBC, VCI, BDR, VND, VPBank cũng như là VRE. Và một số mã mà khối ngoại mua đó là STB, MBBank, Vinhome, Vietcombank, Masan, Gas, Gex cũng như là BVT. Rồi về tự doanh thì hôm nay tự doanh cũng bán ròng. Thì có thể nói tuần trước cũng như là tuần này á thì tự doanh bán ròng cực kỳ nhiều. Các anh chị thấy không? Rồi về các khối mà gọi là về các cái mã cổ phiếu tự doanh bán nhiều á, thì tuần trước tự doanh bán nhiều cũng là VPBank cũng là HPG. Và cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, tự doanh cũng bán nhiều, VPBank cũng như HPG. Và các mã cổ phiếu bán khác như là Techcom, MB, MWG, VRE, BNG, NBB, Tiên Phong Bank, FPT cũng như là Vinhome. Và một số mã khối ngoại, một số mã mà tự doanh bán ròng trong phiên mua ròng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cả STB, Vietcombank, BWE, DG cũng như là BLX. Về chuyện động ngành ngày hôm nay á, thì ngày hôm nay cái độ ròng thị trường á là số mã tăng á nó gần gấp 3 lần số mã giảm, là khoảng là 287 mã giảm và khoảng là 110 mã tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì khoảng là số mã giảm nó gần gấp 3 lần so với cái số mã tăng. Vậy nên trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, về cái độ gọi là về cái chuyện động ngành á, thì ngày hôm nay các ngành đa phần đều tăng điểm, và chỉ có ngành ngân hàng và chứng khoán là hai ngành mà đóng góp nhiều nhất vào cái mức tăng điểm của thị trường ngày hôm nay. Còn đa phần các cái ngành còn lại như là ngành bất động sản, ngành dầu khí, ngành thép, ngành xây dựng, ngành bia và đồ uống, ngành du lịch, thực phẩm, rồi hóa chất, rồi công nghiệp, khu công nghiệp hay là bảo hiểm, thì đa phần các ngành còn lại đều giảm điểm trong cái phiên ngày hôm nay. Thì để nói dòng tiền trong những tuần gần đây á, thì em xin phép nói một chút về cái dòng tiền trong những cái tuần gần đây. Đây, để em xóa cái phần này để chúng ta nói rõ một xíu đi. Rồi, có nghĩa là trong giai đoạn này này, trong cái giai đoạn trước là từ khoảng cuối tháng 5, là từ khoảng ngày 20 tháng 5, có nghĩa là lúc mà thị trường uptrend cực kỳ mạnh chị. Thì trong giai đoạn này á, trong giai đoạn này các cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng, ngành chứng khoán nó sẽ chạy trước. Có nghĩa là trong một cái chu kỳ sóng ngắn hạn của thị trường á,
thì thông thường ngân hàng và chứng khoán nó sẽ chạy trước. Các anh chị lưu ý, trong một cái gọi là trong một cái chu kỳ sóng ngắn hạn thì ngân hàng chứng khoán nó lúc nào cũng chạy trước. Đây có nghĩa là cái giai đoạn này đó, giai đoạn này thì giai đoạn này á, ngân hàng chứng khoán cực kỳ mạnh. Và khi mà ngân hàng chứng khoán chạy đến cái vùng này nè, đó chạy khoảng đến cái vùng là khoảng vùng 1.350 trên vùng này nè, thì các cái mã cổ phiếu ngành midcap á nó mới moment, ngành midcap bất động sản cũng như ngành hóa chất thủy sản thì nó mới moment giai đoạn này. Và khi mà thị trường sập á thì những cái vùng này nè, những cái vùng mà thị trường sập á thì các cái mã cổ phiếu ngân hàng chứng khoán nó sập mạnh nên thị trường nó mới sập này. Nhưng trong những cái vùng như thế này thì cái dòng tiền á nó lại đầu cơ sang những cái mã cổ phiếu ngành midcap. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà các cái cổ phiếu, các cái mã cổ phiếu ngân hàng chứng khoán trong một cái chu kỳ tăng giá ngắn hạn thì nó sẽ chạy trước, là cái giai đoạn này. Khi mà ngân hàng chứng khoán sập thì các cái mã cổ phiếu ngành penny, ngành penny cũng như là midcap nó chạy. Và khi mà các ngân hàng chứng khoán nó gọi là các cái mã cổ phiếu ngân hàng chứng khoán nó tạo một cái vùng cân bằng mới nó xong, nó chạy thêm thì những cái mã cổ phiếu ngành midcap cũng như các cái mã cổ phiếu ngành penny nó chững lại, thậm chí nó giữ gọi là nó giảm giá rất mạnh. Thì có thể nói trong nhật gọi là trong một tháng gần đây á, khi mà em quan sát về cái dòng tiền thì dòng tiền trong ngay lúc này á không phải là đầu tư anh chị. Cái dòng tiền đầu tư cực kỳ ít và chủ yếu là dòng tiền đầu cơ. Mà em hay gọi là tiền ở đâu là chúng ta đánh ở đó. Có nghĩa là những cái dòng tiền đầu cơ trong giai đoạn khoảng là 1-2 tháng gần đây nó rất là nhiều và nó luôn chuyển từ ngành này sang ngành khác. Ngân hàng chứng khoán đầu cơ xong, có nghĩa là ăn được một cái nhịp sóng, gọi là một cái nhịp sóng từ ngân hàng chứng khoán xong, nó chuyển qua những cái mã cổ phiếu ngành midcap penny nó đánh. Khi những cái mã cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán nó tạo đáy xong thì nó lại chuyển cái dòng tiền từ midcap penny nó đầu tư vào ngân hàng chứng khoán. Và khi đó cái dòng tiền từ midcap penny á nó lại giảm xuống và những cái mã cổ phiếu nó giảm cực kỳ mạnh. Vậy nên trong giai đoạn này á thì theo em các anh chị linh hoạt giữa đầu tư và đầu cơ. Thì có hai phương án các chị, có nghĩa là những anh chị nào mà linh hoạt về dòng tiền, theo dõi bảng điều nhiều quá, thì trong giai đoạn này các anh chị có thể đánh thêm một dạng đầu cơ. Đầu cơ nghĩa là sao? Đầu cơ có nghĩa là anh chị đánh với tâm thế ngắn hạn vào những cái mã cổ phiếu dài hạn. Có nghĩa là tâm thế đánh ngắn hạn vào những cái mã cổ phiếu dài hạn và có nền tảng. Thì đó là đồng tiền gọi là đánh tâm thế ngắn hạn vào những cái mã cổ phiếu mà có nền tảng. Còn những anh chị mà nào mà đầu cơ thì em nghĩ những anh chị nào mà đầu tư thì em nghĩ trong giai đoạn này là một giai đoạn cực kỳ khó khăn của anh chị. Tại vì sao? Tại vì dòng tiền trong giai đoạn này nó luôn chuyển liên tục. Thì những cái mã cổ phiếu mà anh chị nào nắm lâu dài thì trong giai đoạn này nhiều mã cổ phiếu nó giảm, có một cái biên độ giảm khá là sâu. Ví dụ anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu ngành bất động sản đi, ngành khu công nghiệp đi, ngành hóa chất, ngành thủy sản, thì những cái mã cổ phiếu mặc dù nó có một cái nền tảng cơ bản tốt, nó có một cái gốc gọi là một cái phân tích, gọi là những cái phân tích kỹ thuật nó cũng không quá tệ, nhưng mà quan trọng là nó thiếu dòng tiền. Tại vì dòng tiền giai đoạn này nó đầu cơ sang chứng khoán cũng như là ngân hàng rất là nhiều. Vậy nên em nghĩ theo quan điểm của em ha, thì trong giai đoạn này nó sẽ có hai kiểu đầu tư. Một là anh chị theo cách đánh một đầu cơ. Đầu cơ không phải ở đây là những cái mã cổ phiếu ngành lướt sóng penny, mà đầu cơ ở đây là tâm thế của các anh chị. Tâm thế là chúng ta đánh ngắn hạn vào những cái mã cổ phiếu đánh dài hạn. Đó là một kiểu đầu tư. Và cái kiểu đầu tư thứ hai là các anh chị tắt luôn cái bảng điện đi. Tắt luôn cái bảng điện, có nghĩa là anh chị phải tin tưởng vào doanh nghiệp, tin tưởng vào những cái câu chuyện của nó và tin tưởng vào kết quả kinh doanh. Thì anh chị giai đoạn này các anh chị nên tắt bảng điện. Nên tắt bảng điện và chúng ta chờ những cái mã cổ phiếu đó hồi sinh thì chúng ta có thể quay trở lại chúng ta xem bảng điện. Tại vì dòng tiền trong lúc này anh chị nào đánh ngắn, có nghĩa là anh chị nào giữ không được quá một tháng được đâu, tại vì nó luôn chuyển liên tục. Không có mã cổ phiếu, có nghĩa là không, trong giai đoạn này không có mã cổ phiếu nào mà tăng liên tục trong vòng từ 3 tuần đến 1 tháng. Nếu anh chị mà theo dõi kỹ trong cái biên độ như thế này, không có một mã cổ phiếu nào mà tăng liên tục trong vòng 3 tuần đến 1 tháng. Có nghĩa là nó luôn chuyển dòng tiền nó rất là khác. Thì trong dòng tiền đầu cơ khá là nhiều, thì anh chị có thể nắm bắt được cái ý đó để anh chị có thể linh hoạt đầu tư. Anh chị nào đầu cơ thì anh chị có thể linh hoạt dòng tiền. Còn anh chị nào mà đầu tư thì trong dòng này các anh chị có thể tắt bảng điện và nắm giữ những cái mã cổ phiếu mà các anh chị đặt niềm tin. Thì khi mà những cái mã cổ phiếu nó tạo đáy và nó hồi sinh thì đã lúc đó là các anh chị có thể sinh lời một cách tốt nhất. Rồi, vậy đó là thị trường chung hết ha. Chúng ta cùng nhìn qua một chút về cái chỉ số tài chính thế giới. Tại sao em lại nói như vậy? Tại vì những anh chị khách hàng của em nhiều anh chị thì mua bán rất là nhanh. Mặc dù anh chị như mua những cái mã cổ phiếu rất là tốt về nền tảng cơ bản, nhưng mà anh chị chỉ mua bán trong T+5, T+10 là các anh chị bán rồi. Nhưng mà cũng có rất nhiều anh chị nắm một cái mã cổ phiếu 1 tháng, 2 tháng hoặc 6 tháng là một điều rất bình thường. Thì chúng ta phải xác định được là cái tâm lý đầu tư của chúng ta như thế nào, và chúng ta phải chọn được cái cách đầu tư. Thì lúc đó cái tâm lý đầu tư chúng ta nó sẽ thoải mái hơn. Chứ anh chị không thể được mà đứng núi này trong núi nọ được anh chị. Cái việc mà đầu tư mà đứng núi này trong núi nọ thì nó sẽ rất là khó khăn.
Tại vì mỗi người nó sẽ có một cái tâm lý khác nhau, một cái cách đầu tư khác nhau, thì các anh chị phải chọn được một cái tâm lý đầu tư hợp lý thì chúng ta mới đầu tư lâu dài được. Rồi, em chia sẻ một vài quan điểm của em như thế ha. Rồi, nó liên thiên vậy thôi, chúng ta cùng nhìn qua một chút về cái chỉ số tài chính của thế giới như thế nào. Rồi, về cái chỉ số Dow Jones, SP500, Nasdaq cũng như là Russell thì có các những cái mức tăng giảm điểm như sau. Dow Jones thì tăng 0,44%, SP500 là tăng 0,75, Nasdaq là 0,81, cũng như là Russell 2000 là giảm 0,89%. Các chỉ số của nước Đức, của châu Âu thì có nước Đức là giảm 0,04%, nước Anh thì tăng khoảng 0,46%. Rồi về các chỉ số của châu Á, của Nikkei 25, Nhật Bản là giảm 0,64%, Shanghai của Thượng Hải là tăng 0,44%, China 50 của Trung Quốc là giảm 0,2%, cũng như là Hang Seng của Hồng Kông là giảm 0,36%. Rồi về thị trường tài chính thì trong dòng này nó cũng khá là ổn định, nó không biến động quá nhiều. Rồi tiếp theo phần 2 của video thì em sẽ đánh giá qua kỹ những cái mã cổ phiếu thì để giúp các anh chị có thể một cái góc nhìn rõ hơn về các cái mã cổ phiếu. Thì trước khi mà em đánh giá qua những cái mã cổ phiếu thì em xin nói một chút về ha. Thì cái ngày hôm nay á, rồi chúng ta đi thẳng về phân tích luôn đi. Chúng ta để chúng chị có thể một cái góc nhìn rõ hơn đi. Rồi, đầu tiên về những cái mã cổ phiếu ngân hàng á, thì ngành ngân hàng á hôm nay được gọi là nó được kéo rất mạnh. Đầu tiên là mã Techcombank. Techcombank hiện tại đã vượt đỉnh rồi. Techcombank mà như video mà em thứ 6 đã nói á, thì khả năng là Techcombank nó vượt đỉnh rất cao. Tại vì nó đã test là cái vùng này nè, test là cái biên này rất chặt, thì Techcombank nó đã vượt đỉnh rồi. Thì anh chị nào nắm giữ Techcombank á, thì anh chị nắm giữ và nâng chặn lãi. Nâng chặn lãi là sao? Nâng chặn lãi á, là một cái cách mà chúng để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. Có thể ví dụ đơn giản đi. Ví dụ anh chị đang lãi 10%, thì anh chị đang lãi 10%, thì cái mã cổ phiếu đó nó giảm còn 5%. Nó giảm khoảng 7-8% thì anh chị bán, tùy thuộc vào cái mức độ chấp nhận rồi các anh chị, thì các anh chị có thể linh hoạt chốt lại, tùy thuộc vào các anh chị ha. Techcombank anh chị nắm giữ về nâng chặn lại lên. BBB thì hiện tại nó đang về đỉnh, thì cái target ngắn hạn của mã cổ phiếu này là khoảng giá 27-27.5, thì về vùng này các anh chị có thể cắt chốt dần với mã cổ phiếu này ha. Tại vì khi mà về cái vùng đỉnh cũ của nó thì thông thường những cái mã cổ phiếu nó sẽ gặp áp lực chốt lời. Rồi tiếp theo là mã SCB. SCB anh chị nào nắm giữ thì có thể nâng chặn lại lên. Nắm giữ và nâng chặn lại chứ để mua mới thì trong này nó không thể mua mới được nữa. Thì anh chị nào nắm giữ thì cứ có thể nắm giữ về nâng chặn lại lên với mã cổ phiếu này. Thì hôm nay ACB tăng khoảng là 5,1%, cũng khá là tốt. Tiếp theo là mã Tinfonbank. Tinfonbank hiện tại đang về cái đỉnh cũ nha. Đây, đang về đỉnh cũ này. Thì anh chị quan sát xem cái vùng là khoảng vùng giá 40 á, 40-40.5, quanh vùng này nó như thế nào. Nếu mà gặp áp lực bán lớn thì anh chị có thể cắt chốt lời. Còn nếu dù giá tốt thì anh chị có thể nắm giữ và nâng chặn lại lên. Thì đa phần những cái mã cổ phiếu là ngân hàng mà nó về đỉnh á, thì anh chị nắm giữ và nâng chặn lại ha. Về đỉnh cũng như là vượt đỉnh á, thì chúng ta còn là cái ưu tiên mà chúng ta, cái phương pháp mà chúng ta nắm giữ á, thì nắm giữ và nâng chặn lại lên, thì đó là một cái cách để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. Chứ anh chị đừng có để mà những cái mã cổ phiếu đó nó chạy rồi á, mà nó giảm về mo luôn á, thì các chị mới bán, đừng cái gì ha. Chạy rồi thì chúng ta nâng chặn lại lên, chứ anh chị đừng có để nó về mo, có nghĩa là từ lãi thành lỗ, thì nó sẽ rất là ức chế và ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư sau này. Rồi tiếp theo là mã STB. STB thì hiện tại đang hướng về đỉnh cũ, thì cái target ngắn hạn với cái mã cổ phiếu này là khoảng giá 33-33.5, thì về vùng này các chị có thể cân chốt dần. Nếu giữ giá tốt thì anh chị có thể cân nhắc nắm giữ, còn nếu về cái vùng này gặp áp lực bán thì anh chị có thể cân chốt dần. Rồi tiếp theo là mã HB. HB cũng đang tiến về cái đỉnh cũ của chị là khoảng vùng giá 32-32.5, về vùng này thì anh chị có thể cân chốt dần nếu chị mà đánh ngắn hạn ha. Rồi tiếp theo là mã An Bình. An Bình cũng tương tự. An Bình thì em có kiến nghị cho các anh chị quanh cái vùng giá là khoảng vùng giá 22.5 rồi, vùng giá dưới này rồi. Thì anh chị nào có hàng thì tiếp tục nắm giữ thôi. Thì ta gắn hàng với cái mã cổ phiếu này là khoảng vùng giá 25. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu NVB. NVB thì sau một cái phiên mà nó tiền vào á, thì anh để tham gia lại với cái mã cổ phiếu này á, thì anh chị nào thích đánh loại 2 á, thì anh chị phải chờ cái phiên T+3 hàng về với cái phiên này. Nếu giữ giá tốt thì anh chị có thể đánh lên vùng giá là khoảng vùng giá 23. Thì anh chị có thể canh chốt dần với ta gắn hàng với mã cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu OCB. OCB hiện tại nó cũng đang về đỉnh cũ vậy, đã đang về đỉnh cũ, rất là sát đỉnh cũ ha, là khoảng giá 32. Thì về vùng này thì anh chị có thể nắm giữ và nâng chặn lại lên. Nếu mà thấy không ổn gì thì anh chị có thể rải ra chốt dần. Anh chị không nên chốt hết một cái mã cổ phiếu trong một lần. Anh chị có thể rải ra chốt margin, chốt 1/3, chốt 1/2, và nếu không ổn nữa thì các chị mới chốt hết. Chứ anh chị không nên chốt 100% một cái mã cổ phiếu trong một lần ha. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu Liên Việt. Liên Việt thì nhìn chung trong giai đoạn này vẫn khá chậm. Liên Việt thì nó đang có thông tin về tăng vốn, thì em không biết cái thông tin này như thế nào, thì nó có thể là chính xác. Nhưng mà cái mã cổ phiếu này hiện tại về cái góc nhìn kỹ thuật của nó thì đang khá là chậm, thì anh chị nào nắm giữ thì có thể tiếp tục nắm giữ. Còn để tham gia trở lại thì các anh chị nên chờ thêm.
và em vẫn chờ một cái phiên vô lớn lớn một xíu thì em sẽ tham gia lại với mẹ cổ phiếu này. Em đánh ngắn thôi, cái mẹ cổ phiếu này ra mình chúng ta đánh ngắn, chứ để đánh dài thì cái dư địa tăng á, thì nó sẽ không còn nhiều đó anh chị. Tiếp theo là mẹ VB. VB hiện tại nó đã moment nó vượt cái đỉnh này, thì anh chị có hàng nắm giữ lên ha, nắm tiếp tục nắm giữ, còn để mua mới thì anh chị nên chờ nó test lại cái đỉnh như thế nào thì các anh chị có thể cân nhắc tham gia lại, chúng ta tham gia lại thêm một trong một vài phiên nữa. Tiếp theo là mẹ cổ phiếu MSB. MSB thì nhìn chung cái mẹ cổ phiếu này mạnh, mẹ cổ phiếu này khá là mạnh khi mà nó vượt đỉnh, nhưng mà cái áp lực bán nó không nhiều và cái biên độ của nó khá là chặt. Thì anh chị nào có hàng thì nắm giữ và nâng chân lại lên là khoảng vùng giá 30.5 với mẹ cổ phiếu này ha. Tiếp theo là mẹ cổ phiếu HD Bank. HD Bank ngày hôm nay nó chạm về cái đường MA5 là cái đường màu tím anh chị. Đây, ngày hôm nay là nó chạm về cái đường MA5 này, nó bật tăng lên lại, nó rút chân lên trở lại thì nó cũng khá là tốt. Thì anh chị nào có hàng nắm giữ thôi chị, nắm giữ và nâng chân lại lên với mẹ cổ phiếu này ha. Tiếp theo là mẹ VIB. VIB thì cái mẹ cổ phiếu nó vẫn hơi chậm. Trong các mã cổ phiếu ngân hàng á, thì VIB cũng như là VIB cũng như là Liên Việt. Liên Việt thì những cái mã cổ phiếu này hiện tại nó vẫn hơi chậm. Thì anh chị nào có hàng nắm giữ thôi, nắm giữ và quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 48.5. Nếu thủng vùng này thì anh chị có thể cắn chốt, còn nếu giữ thì anh chị có thể nắm giữ được với mã cổ phiếu này ha. Tiếp theo là mã cổ phiếu MB. MB hiện tại đã vượt đỉnh rồi mà và nó test đỉnh như thế này, em đánh giá rất tích cực. Thì MB á, thì những cái mã cổ phiếu này hiện tại nó vẫn còn để mua ha. Nếu anh chị nào mà chưa có những cái mã cổ phiếu ngân hàng á, nếu anh chị nào mà chưa có ngành ngân hàng ha, nếu anh chị nào chưa có thì anh chị có thể lấy với mẹ cổ phiếu MB này, quanh giá khoảng 43.5, đánh và lấy mẹ cổ phiếu này cũng ok, đánh đến một cần chiều cổ tức. Nếu anh chị nào muốn nhận cổ tức thì anh chị có thể nhận, còn nếu anh chị nào mà không muốn nhận cổ tức thì anh chị có thể đánh đến chiều cổ tức, các anh chị bán với mẹ cổ phiếu này cũng ok. Thì cái mẹ cổ phiếu này siết này khá là ok, thì anh chị nào có hàng thì có thể nắm giữ được hoặc là có thể mua thêm, mua mới với quanh giá khoảng 43, khá là ok với mẹ cổ phiếu này. Tiếp theo là mẹ cổ phiếu BIDV. BIDV thì nhìn chung thì mẹ cổ phiếu này vẫn hơi chậm ha, tại vì cái cách đánh với mẹ cổ phiếu BIDV này hồi xưa giờ là nó như vậy rồi, và là cái kiểu đánh của nó là chậm. Thì cái mục tiêu ngắn hạn với mẹ cổ phiếu này á là khoảng giá 50, nếu vượt 50 và nó cái vô nó tốt thì cái mẹ cổ phiếu này sau này là một cái mẹ cổ phiếu siêu phẩm đó chị. Mẹ cổ phiếu BIDV mà khi mà nó vượt được vùng giá 49-50 á mà vô nó ok thì sau này nó sẽ rất mạnh ha. Rồi các chị nên chờ thêm giai đoạn sau đi. Tiếp theo là Vietcombank. Vietcombank thì là một cái mẹ cổ phiếu nói nhiều rồi. Thông thường thì Vietcombank nó sẽ dẫn dắt những cái mẹ cổ phiếu đàn em trước. Ví dụ như Vietcombank là đàn anh đi, nó sẽ kéo trước, và sau khi mà nó kéo xong á và những cái mẹ cổ phiếu nó chạy xong rồi á thì mẹ cổ phiếu Vietcombank nó sẽ lùi lại, nó sẽ lùi lại phía sau. Thì đúng như em điều đó là cái mẹ của Vietcombank nó có để có những cái mức điều chỉnh, nó điều chỉnh để nó giữ nhịp cho những cái mẹ cổ phiếu dòng banh, chứ những cái mẹ cổ phiếu dòng banh á mà nó tăng mà Vietcombank nó còn tăng nữa thì thị trường nó sẽ rất là ảo anh chị. Tại vì vốn hóa của Vietcombank rất là lớn, thì thông thường những cái mã cổ phiếu khác mà nó chạy á thì Vietcombank nó sẽ chững lại thôi. Thì giai đoạn này các anh chị cứ canh chốt lời, chúng ta chuyển sang những cái mã cổ phiếu khác chúng ta được không, so với những anh chị nắm giữ về mã cổ phiếu Vietcombank này ha. Rồi tiếp theo mã cổ phiếu CTG. CTG thì em đã nói nhiều rồi, thì nếu chị mà theo dõi kỹ thì trong ngắn hạn á, trong cái hàng CTG này nó sẽ chậm. Thì ngày mai là cái ngày gọi là ngày thứ tư á, là cái ngày giao dịch không hưởng quyền với cái mã cổ phiếu CTG này. Thì anh chị nào nắm giữ thì có thể cảm giác nắm giữ được, nhận cổ tức cũng được anh ha, nhận cổ tức thì cũng có thể được với mã cổ phiếu này. Tại vì về dài hạn thì cái mã cổ phiếu CTG á là một cái mã cổ phiếu nhìn chung là một cái mã cổ phiếu tốt, tại vì cái lợi nhuận được dự báo là nó sẽ bước sang quý 3 cũng như là quý 4 với cái mã cổ phiếu CTG này. Về dài hạn thì nó vẫn tốt, nhưng mà về ngắn hạn thì cái dòng tiền đầu cơ với mã cổ phiếu CTG này rút ra khá nhiều, tại vì nó không đúng với cái kỳ vọng, nên cái dòng tiền đầu cơ với các mã cổ phiếu CTG này trong những phiên gần đây nó rút ra khá là nhiều. Thì anh chị nào có hàng thì có thể nắm giữ được, còn nếu anh chị nào mà chưa, có nghĩa là nếu anh chị nào mà không lỗ với các mã CTG này ha, có nghĩa là nếu anh chị nào mà không lỗ và anh chị nào lỗ thì có thể cân nhắc nắm giữ được, có thể cân nhắc nắm giữ được với mã cổ phiếu CTG này và chúng ta chấp nhận cái cổ tức. Còn nếu anh chị mà chưa lỗ với cái mã cổ phiếu CTG này á, thì em nghĩ CTG trong giai đoạn này các anh chị không nên nhận cổ tức, tại vì về ngắn hạn á thì cái mã cổ phiếu CTG này cái tỷ suất sinh lợi của nó khá là chậm với mã cổ phiếu này ha. Rồi anh chị có thể tham khảo ý kiến của em để các anh chị có thể linh hoạt đầu tư với cái mã cổ phiếu CTG này. Rồi tiếp theo là các mã cổ phiếu chứng khoán. Chứng khoán ngày hôm nay nhìn chung thì nó có gặp áp lực bán cũng khá là mạnh, nhưng mà đa phần những cái mã cổ phiếu nó đều rút chân, đều rút chân cũng khá là tốt chị ha. Rồi em xin đi qua một vài mã cổ phiếu chính. SFS. SFS anh chị nào có hàng nắm giữ thôi, anh chị nào có hàng nắm giữ ha, cái mã cổ phiếu này vẫn chưa sáng chị. Gọi là cái biên độ của sóng chứng khoán, em gọi là quan điểm của em á, thì cái sóng chứng khoán nó vẫn còn chạy anh chị, nó chưa dừng lại ở đây đâu, thì những cái mã cổ phiếu nó vẫn còn chạy đó. Thì anh chị nào có hàng có thể nắm giữ được thêm dòng này, để mua mới thì khoảng 1-2 phiên nữa quanh giá khoảng 50, giá đảo quanh giá 50 thì anh chị có thể lấy với mã cổ phiếu SFS này ha. Rồi tiếp theo là HCM. Nói chung là khi anh chị lựa chọn những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán á, thì rất nhiều
Có rất nhiều cái mã cổ phiếu để các chị lựa chọn, và quan trọng á, là cái mã cổ phiếu đó có hợp gu với các chị hay không. Đó, quan trọng là như vậy. Còn những cái mã cổ phiếu ngân hàng, và xin lỗi chị, những cái mã cổ phiếu chứng khoán trong giai đoạn này á, nó rất nhiều để thích hợp các chị đầu tư. SHS cũng ok. Rồi HCM, HCM ngày hôm nay nó giảm điểm nhưng mà nó cũng rút chân, thì anh chị nào có hàng có thể nắm giữ được, thì anh chị nên chờ những cái vùng cân bằng nó ok thì anh chị có thể được với mã cổ phiếu này ha. Ok, tốt. MBS cũng rút chân chị, thì đa phần những cái mã cổ phiếu hôm nay đều rút chân, thì anh chị nào có hàng nó có thể nắm giữ và nâng chân lại lên. SA cũng nắm giữ và nâng chân lại lên để tham gia, thì các chị nên chờ một vùng cân bằng quanh giá khoảng 56.5 thì có thể lấy được với mã cổ phiếu này ok nhỉ ha. Rồi mã cổ phiếu VND cũng hay cũng rút chân, rút chân khá là tốt, thì anh chị nào có hàng có thể nắm giữ được. Và nếu trong một hai phiên sắp tới mà có giá đỏ quanh giá khoảng 47.5 có thể lấy được ok với mã cổ phiếu này. Các mã cổ phiếu khác như là BVS, BVS cũng vậy, cũng khá là tích cực nhỉ ha. Vượt đỉnh sau đó test lại là một cái điều rất bình thường thôi. Nếu mà giữ giá tốt thì anh chị có thể đánh với mã cổ phiếu này được. Ok. EBS, EBS thì nó giữ giá hơi xấu một xíu, thì cái mã cổ phiếu này khi mà nó về đỉnh thì nó gặp áp lực bán khá là lớn, thì anh chị nếu có hàng có thể nắm giữ được với mã cổ phiếu này và quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới là khoảng giá 15.2 với mã cổ phiếu này ha. Rồi các cái mã cổ phiếu là CTS, CTS thì nhìn chung thì vẫn giữ giá tốt chị, có hàng nắm giữ được và nâng mức chặn lại lên khoảng giá 24.7. Rồi FTS, FTS thì nâng chặn lại lên với mã cổ phiếu này khoảng giá 39, để tham gia thì nên chờ một cái phiên, những cái vài phiên cân bằng như thế này nữa, chị cần phải tham gia ra lại. Visa tốt chị, Visa nhìn trông rất tốt, thì hôm nay cũng rút chân với cái lượng thanh khoản khá là cao, nghĩa cái lực cầu giá rẻ bên dưới á, thì cái mẹ Visa này cũng rất là nhiều, thì anh chị nào có hàng có thể nắm cho được, thì để tham gia thì nên chờ có những cái vùng cân bằng khoảng một hai phiên nữa thì có thể tham gia lại trở lại với cái mẹ cổ phiếu Visa này. EGR thì cái tính đầu cơ nó cao hơn chị, cái mẹ cổ phiếu này thì nhìn chung là đầu cơ nó khi mà tham gia những cái mẹ cổ phiếu này á, thì anh chị phải tính toán được cái rủi ro tê cộng, gọi là cái rủi ro hàng về á, thì hàng về chúng ta lãi hay lỗ thì anh chị phải tính toán được nó, là anh chị mới có thể tham gia với những cái mã cổ phiếu này. Rồi nhìn chung về những cái mã cổ phiếu này chứng khoán chúng ta là tốt, nắm giữ thì có thể nắm giữ và nâng chặn lại lên, để tham gia thì anh chị có thể canh một hai phiên nữa và tham gia những cái mã cổ phiếu đầu ngành. Quan trọng anh chị nên tham gia những cái mã cổ phiếu đầu ngành thì cái độ rủi ro nó sẽ thấp hơn. Rồi và đó là những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán anh chị ha. Rồi tiếp theo xin đi qua một vài mã cổ phiếu ngành thép. Thép thì những cái mã cổ phiếu nhỏ trong những ngày gần đây đã tăng tốt, như là TLH, như là SMC, như là Nam Kim, Nam Kim NKG đó, thì trong những ngày gần đây á, thì những cái mã cổ phiếu thép nói những cái mã cổ phiếu nhỏ Hòa Phát thì nó vẫn chưa lên, nhưng mà những cái mã cổ phiếu nhỏ như là TLH thì nó chạy trước rồi này. Thì TLH thì trong những ngày gần đây này thì cái khối lượng nó khá là cao, thì cái gọi là tay gắn hàng với mã cổ phiếu này là khoảng giá trên này là khoảng giá 20. Cái mã cổ phiếu này nó tăng tốt nhưng mà cái biên độ nó khá là nhỏ, cái biên độ nó nhiều hơn thì em sẽ đánh giá tích cực không nó nhiều. Ví dụ như cái biên độ mà giống như cái cây nến này thì nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều. Còn cái biên độ như thế này thì em đánh giá nó hơi nhỏ. Cái biên độ dao động thì nó hơi nhỏ, thì anh chị nếu khan thì có thể nắm giữ được thôi. Cái tay gắn hàng với mã cổ phiếu này là khoảng giá 20-21. Rồi tiếp theo là SMC giữ giá tốt chị, SMC cái mã cổ phiếu này giữ giá rất ok với mã cổ phiếu này, thì anh chị nào có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ với mã cổ phiếu này được. Để tham gia thì anh chị nên chờ nó tới là cái đỉnh này, ở tới là đỉnh thì anh chị có thể tham gia. Còn nếu mà chạy luôn á, nếu mà chạy luôn thì anh chị nên chờ mà nó cân bằng trở lại thì anh chị có thể tham gia được với mã cổ phiếu này ha. Nam Kim thì giữ giá ok, Nam Kim thì giữ giá tốt chị, Nam Kim thì khi mà nó vượt đỉnh đó thì áp lực chốt lời nó không có nhiều mà nó giữ giá rất tốt, thì anh chị nào có hàng thì có thể nắm giữ được ha. Để tham gia thì anh chị nên chờ một hai phiên nữa đi, mà khối lượng nó giảm lên những cái phiên bên này này thì anh chị có thể lấy được với mã cổ phiếu Nam Kim này. Ok. Rồi các mã cổ phiếu là TVN. TVN chậm quá chị, mã cổ phiếu này vẫn chưa tham gia trở lại được. HBG. HBG thì ngày hôm nay đã quay trở lại cái Hòa Phát á, Hòa Phát thì ngày hôm nay đã quay trở lại cái nền cũ của nó rồi. Thì anh chị nào nắm giữ cái mã Hòa Phát này là thì quan sát kỹ cái mức hỗ trợ dưới của mã cổ phiếu này là khoảng giá 49.5. Tại vì Hòa Phát hồi xưa giờ của nó là cái mã cổ phiếu nó chậm. Thì anh chị đánh với mã cổ phiếu này phải xác định đó là đầu tư nó phải lâu một xíu, chứ đánh lướt với những cái mã cổ phiếu Hòa Phát thì nó sẽ khá là khó. Thì anh chị nào hàng nắm giữ và quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 49-50 ha. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen thì nó hiện tại đang về đỉnh nhưng mà ngày hôm nay nó gặp áp lực bán khá là lớn. Thì em nghĩ cái mã cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 40 vùng dưới này. Nếu mà nó thủng thì anh chị có thể canh bán, còn nếu mà nó giữ trên vùng này thì có thể cân nhắc nắm giữ được với mã cổ phiếu này ha. Rồi tiếp theo xin đi qua một vài mã cổ phiếu ngành dầu khí. Thì hôm nay có thể nói hôm nay là một ngày khá là buồn với những mã cổ phiếu ngành dầu khí như là OIL, PVT, Petro thì nó gặp áp lực bán khá là mạnh. Ví dụ như cái mã cổ phiếu là PVT đi. Đó, PVT hiện tại nó đã gãy nền rồi. Đó. Gọi là về cái nền ngắn hạn á, cái nền ngắn hạn với cái mã cổ phiếu này hiện tại nó đã gãy rồi. Và nó vẫn còn một cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá dưới này. Đó, là cái vùng nền bên dưới là khoảng vùng giá 19.5 với mã cổ phiếu này. Thì anh chị nào có hàng thì một á, thì nếu anh chị nào mà ghét với những cái mã cổ phiếu dầu khí á
thì giai đoạn này các chị nên bán đi, nên bán mà để chuyển sang những cái mã cổ phiếu ngân hàng chứng khoán, các chị gọi lại. Còn hai á, thì nếu chị nào mà còn niềm tin, nếu chị nào còn niềm tin về giá dầu, về còn là cái về cái thông tin về về giá dầu cũng như là về cái kết quả kinh doanh của những cái mã cổ phiếu dầu khí, thì anh chị có thể quan sát kỹ cái vùng dưới này là khoảng vùng giá 19.5. Đây là cái mức hỗ trợ bên dưới cổ phiếu với cái mã cổ phiếu BVT này ha. Tại vì cái nền ngắn hạn á, cái nền ngắn hạn với cái mã cổ phiếu BVT này á là nó đã gãy rồi, thì anh chị phải quan sát kỹ cái vùng này dưới này là khoảng giá 19.5. Nếu mà thủng á thì anh chị phải bắt buộc bán ha. Rồi, đó là những cái mã cổ phiếu dầu khí. BVS cũng tương tự. BVS thì hiện tại đang tìm cận phải rất sát cái nền là cái vùng hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 27 này chị. Nếu mà thủng cái vùng bên, có nghĩa là nếu mà thằng BVS mà nó thủng luôn cái vùng này á thì nhiều khả năng á nó sẽ gãy luôn về cái vùng dưới này luôn, thì nó sẽ khá là xấu. Thì anh chị cũng phải quan sát kỹ với cái mã cổ phiếu này, quan giá 27 nó như thế nào. Rồi mã cổ phiếu này ha, BSR cũng tương tự. BSR thì nó đang có cái mức hỗ trợ bên dưới này của nó là cái vùng này bên dưới này chị, là khoảng vùng như này. Và cái nền ngắn hạn với mã cổ phiếu này hiện tại nó đã gãy rồi. Thì anh chị nào gọi là nhìn chung á, thì anh chị nào nắm giữ những cái mã cổ phiếu dầu khí á, thì em nghĩ trong giai đoạn này các chị nên hàng một nửa đi. Hàng một nửa gì ha? Một là bán hết, còn hai đó, nếu chị còn phân vân á, thì các chị hàng một nửa với những cái mã cổ phiếu ngành dầu khí để chúng ta có thể một cái cách quản trị rủi ro chúng ta nên sẽ tốt hơn. Tại vì chúng ta không biết á, là nó sẽ tăng hay là nó sẽ giảm, và để an toàn thì chúng ta nên hàng một nửa với những cái mã cổ phiếu ngành dầu khí á, thì đó là cách xử lý cho các chị. Thì anh chị nào đang giữ BSR thì có thể chú ý cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 18.5 với mã cổ phiếu này ha. BVD cũng vậy, thế sao? BVD thì cái mã cổ phiếu này nhiều khả năng nó sẽ rơi xuống cái vùng là giá khoảng giá 21. Rồi các mã cổ phiếu là OI thì đang gặp OI thì đang về cái vùng hỗ trợ dưới của nó khoảng giá 14 ha. Nếu thủng vùng này thì gì nó sẽ khá là xấu. Thì để giải quyết nhưng với những cái mã cổ phiếu ngành dầu khí mà anh chị đang nắm giữ thì anh chị nên hàng một nửa ha, hàng một nửa là bán hết chuyển mã. Thì nhiều anh chị hỏi em á, thì ví dụ giờ bán dầu khí thì anh chị có thể chuyển sang những cái mã cổ phiếu nào? Thì như em quan sát á, thì anh chị nếu mà anh chị bán dầu khí á, thì anh chị nên chuyển mã sang những cái mã cổ phiếu ngành chứng khoán đi. Họ chứng khoán dù giá tốt vậy, anh chị hôm qua chứng khoán anh chị gỡ lại với những mã cổ phiếu ngành dầu khí ha. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu ngành nào, để em xem bất động sản đây. Rồi bán lẻ công nghệ trước anh chị. Bán lẻ hôm nay các FRT tăng tốt này. FRT thì em chờ cái phiên này rất lâu rồi. Cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên xác định tiền lớn vào. Tại vì một cái mã cổ phiếu mà phải có tiền lớn vào thì chúng ta mới đánh được chị. Còn một cái mã cổ phiếu mà nó cái giai đoạn mà thanh khoản nó thấp như thế này thì chúng ta rất khó đánh. Thì hôm nay là cái phiên xác nhận tiền lớn về mã cổ phiếu FRT này, thì bắt đầu một cái biên độ tăng điểm với mã cổ phiếu FRT này. Thì chúng ta phải xem những cái biên độ mà nó khi mà nó giữ giá trong cái những cái phiên T cộng 3 về mã cổ phiếu này nó giữ giá tốt hay không. Nếu giữ giá tốt thì chúng ta có thể cân nhắc tham gia được với mã cổ phiếu FRT ha. MWG thì cái mã cổ phiếu này nó kéo khỏi nó rồi. Trời ơi, nó mở gáp như này thì nó, thì anh chị nào có hàng á thì chỉ có thể nắm giữ và nâng chân lại thôi, chứ để mua chứ mã cổ phiếu này thật sự rất khó. Rồi DG1 thì anh chị nào có hàng nắm giữ ha. Nó đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ trên nó này là khoảng giá 140. Về vùng này gặp áp lực bán thì anh chị có thể cắn chốt bớt với mã cổ phiếu này. BET thì ok anh chị. BET thì ngày hôm nay giữ giá tốt với mã cổ phiếu này, thì anh chị nào có hàng thì có thể nắm giữ được. Thì anh chị phải chờ cái phiên T cộng 3 hàng về của cái phiên này như thế nào. Nếu mà T cộng 3 hàng về của cái phiên này này mà nó giữ giá tốt thì anh chị có thể lấy được, lấy mới hoặc là mua gia tăng ha. Rồi tiếp theo là mã cổ phiếu FPT. FPT thì anh chị nào có hàng thì có thể nắm giữ thôi. Cái mã cổ phiếu này nó tốt vậy, mã cổ phiếu này vẫn chưa xấu đâu. Giữ giá tốt với mã cổ phiếu này thì anh chị nào có hàng nắm giữ ha. Chừng nào nó xấu thì em sẽ thông báo anh chị sau. Tiếp theo là các mã cổ phiếu là Masan. Masan thì hôm nay cái mã cổ phiếu Masan đạt anh chị. Đó, hôm nay cái mã cổ phiếu Masan này nó đạt rất là nhanh. Nó đạt về cái vùng lúc là khoảng cây nến là khoảng 13:15 á, là lúc mà thị trường nó mạnh, nó giảm mạnh chị, là cái mã cổ phiếu Masan này á là một cái mã cổ phiếu cá mập á, nó dùng để đạp thị trường. Thì các anh chị thấy không, nó đạp rất là nhanh. Đó, nó đạp về từ vùng giá là khoảng vùng giá 110, nó đạp về vùng giá 106 là đạt khoảng 4 giá mà nó kéo lên trở lại. Thì cái mã cổ phiếu Masan này á là một cái mã cổ phiếu rất hay được cá mập nó dùng để nó đạp thị trường. Thì ngày hôm nay rút chân rất thẳng thắn, rút chân nó thẳng thắn với cái mã cổ phiếu Masan này. Thì anh chị nào có hàng thì nắm giữ thôi anh chị ha. Nhưng mà anh chị nào có hàng á, nắm hàng thì anh chị quan sát kỹ cái đỉnh cũ nó của anh giá còn 112 như thế nào. Nếu về vùng này gặp áp lực bán lớn thì anh chị có thể cắn chốt bớt ha. Rồi tiếp theo là những cái mã cổ phiếu bất động sản đây. Bất động sản chúng ta có VRE. VRE thì ngày hôm nay ETC bị đạp rất mạnh. Đó, VRE này ETC bị đạp rất mạnh, thì nhiều khả năng á, ngày mai thì VRE vào cái phiên ETO á thì nó sẽ có những cái phiên hồi kỹ thuật. Tại vì ETC đạp á, ETC mà bị đạp thì ETO nó chắc chắn nó sẽ có một cái dòng tiền để nó hấp thụ lại với mã cổ phiếu VRE này. Tại vì á, cái phiên này này, cái phiên mà đạp ETC á không phải là cái bản chất cung cầu của mã cổ phiếu, mà nó bị đạp do một cái nguyên nhân nào đó thôi, thì ngày mai nhiều khả năng nó sẽ có những cái phiên hồi phục trở lại. Thì anh chị quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới với mã cổ phiếu này là khoảng giá dưới này nè chị. Đây là khoảng vùng giá
29 mới là cổ phiếu này ha. Tiếp theo là mảng cổ phiếu AJC. AJC thì chị nào nắm giữ thì chị nên cắt ha. Cái mảng cổ phiếu này nên cắt lỗ với mảng cổ phiếu này, tại vì nó đã gãy cái vùng hỗ trợ bên dưới rồi. Tiếp theo là mảng cổ phiếu đất xanh. Đất xanh hiện tại khá là xấu, thì anh chị nào nắm giữ đất xanh á thì em nghĩ các chị nên hạ tỷ trọng với mảng cổ phiếu này. Anh chị nên đưa với cái mảng cổ phiếu đất xanh á về một cái tỷ trọng thích hợp. Có nghĩa là anh chị nào nắm giữ đất xanh á thì chị nên hạ tỷ trọng đi. Giữ lại một cái phần một nửa, còn anh chị nên hạ một nửa với mảng cổ phiếu này. Thì hiện tại anh chị nào có hàng á thì quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới với mảng cổ phiếu này là khoảng một giá 20-22. Rồi tiếp theo là mảng cổ phiếu KBC. KBC thì anh chị nào có hàng thì anh chị quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 37. Thì KBC là một cái mảng cổ phiếu đánh theo sự kỳ vọng là chính, chủ đề đánh giá theo phân tích kỹ thuật á thì cũng khá là khó với mảng cổ phiếu này. Thì anh chị nào có hàng thì quan sát kỹ cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 37.5 ha. Rồi chắc có lẽ là em sẽ dừng cái video của em ngày hôm nay, thì tại vì hiện tại chỗ em đang bị mưa nên là khá là ồn, thì chắc anh chị cũng có lẽ là cũng đã nghe cái tiếng ồn rồi. Thì em chắc có lẽ em sẽ dừng cái video của em ngày hôm nay tại đây. Thì cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video sắp tới. Xin chào anh chị.